Kính chào khán giả của Hà Nội Review. Bây giờ thì như quý vị đang thấy đang là xế chiều rồi, một buổi xế chiều khá đẹp trời của Hà Nội. Diện Đàm đã đói chưa? Lúc nào em cũng đói hết. Bây giờ thì nếu như mà để mời em một bữa tối, thông thường thì bữa tối của em sẽ nào nhỉ? Ở Hà Nội thì khá là phổ biến với các món phở, nên là thường bọn em sẽ hay chọn ăn phở để cho thứ nhất là nhanh và cả tiện nữa, dễ tìm. Nó cũng là một bữa ăn có thể ngon thôi, nhưng mà nó ở đây muốn nói đến một một bữa cơm cơ, chẳng hạn như vậy thì em sẽ thích một bữa cơm như thế nào? Em thích ăn kiểu cùng với gia đình ấy, sum vầy và mang lại một cái cảm giác kiểu hoài niệm ấy, bởi vì là đôi khi ra ngoài Hà Nội thì khá là nhiều người sẽ xa nhà và họ không tìm được về cái cảm giác là ăn một cái mâm cơm sum vầy như thế nào. Thế thì hôm nay sẽ cùng mời Diện Đàm và quý khán giả của Hà Nội Review, chúng ta sẽ ăn một mâm cơm theo kiểu mâm cơm gia đình ấy, nhưng mà hơi hoài niệm một chút, lùi lại khoảng 2 đến 3 thập kỷ trước về thời bao cấp, với những món ăn, với những cách bày trí trong một cái không gian khá là hoài cổ. Và ở đây thì chúng tôi đang nói đến một cửa hàng ăn uống có cái tên rất là đặc biệt, đó là cửa hàng ăn uống Mậu Dịch số 37. Và bây giờ thì mời Diện Đàm và quý khán giả chúng ta sẽ cùng. Không gian hay không? Vừa mới vào là đây, đã thấy khác lạ rồi. Đây, lên vào đây nhá. Ôi, trước tiên là em thấy là cái ghế này là đã rất là ngày xưa rồi đấy. Khi mà vừa mới vào thì em thấy là cái phần trang trí của bàn ghế nó đã khắc họa em là cái bọc ghế đúng không? Chính xác ạ. Cái này bà em ngày xưa hay, ông bà hay dùng trong cái họa tiết trên chăn ý. Gọi là vỏ chăn con công. Đây là một cái sản phẩm của nước bạn Trung Quốc. Và ở thời điểm đó thì để có một cái bộ vỏ chăn con công này ấy, thì người ta sẽ phải là một cái gì rất là đặc biệt, hoặc là một lao động xuất sắc, hoặc là chiến sĩ thi đua, và sẽ được phát cho một cái bộ vỏ chăn con công như thế này. Nhìn qua không gian một xíu thì kiểu họ có những cái bảng chỉ dẫn ấy, với cái màu chữ này, xong rồi kiểu cái tên gọi nó cũng rất là xưa cũ, cả tổ phục vụ. Ngày xưa thì bởi vì là nhà nước sẽ độc quyền, gần như là độc quyền hoàn toàn các cái việc là bởi vì là bao cấp mà, là bao tiêu và cấp phát, cho nên các cái hoạt động mà thương mại hầu hết sẽ được của nhà nước, và vì thế thì cho các cái nhu cầu về dịch vụ và mua sắm có bỏ tiền của người dân thì sẽ sử dụng đến các cửa hàng Mậu Dịch, gọi là dịch vụ mua bán Mậu Dịch. Vì thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái bảng chữ rất là tiêu biểu cho thời đó, ví dụ như là quầy hải khát, ví dụ như là cửa hàng thực phẩm hay là tổ phục vụ, và tất cả là cái nhân viên theo đúng nguyên tắc của những cái cửa hàng Mậu Dịch ngày xưa ấy, thì đều là người của nhà nước và họ là nhân viên của nhà nước để làm cái việc phục vụ đấy, chứ không phải là bất kỳ ai. Tuy nhiên thì chúng ta đang vào một nhà hàng đấy nhá, vừa tên là cửa hàng dịch vụ ăn uống nhỉ. Thì đây vẫn là một nhà hàng, và vì thế thì chúng ta phải gọi món thôi, không thôi người ta ngồi lâu quá. Em xin lỗi chị ơi, chị có thể cho em xem cái menu không? Đây. Hình như là chị là chủ cửa hàng. Chị là chủ cửa hàng, không biết giúp được gì em không? Thế ạ, thế thì hay quá, vì vâng, giới thiệu chị thì hôm nay chương trình Hà Nội Review với hai em host, và đến đây thì rất mong muốn là sẽ được review về cái cửa hàng dịch vụ ăn uống của mình. Và em hơi ngạc nhiên là chủ hàng là trẻ thế này. Tất cả những cái câu chuyện thời đấy nó có thật, tất cả mọi thứ, ví dụ như những cái đồ vật mà em nhìn thấy đây ấy, là nó được sống lại bởi vì cái thời đấy nó là những cái tài sản rất là giá trị, cho nên là không phải là gia đình nào cũng có, mà đúng là phải có những gia đình có điều kiện thì mới có được chiếc tivi như này chẳng hạn, quá nhiều đồ hay là cái cassette kia, thì tất cả cái đó là nó như là những cái tài sản rất là lớn. Thế ở đây có chữ Mậu Dịch xuất hiện khá nhiều trong món ăn, nem Mậu Dịch này, rồi là nem cuốn tôm Mậu Dịch này, đúng không ạ? Rau củ, củ luộc chấm sốt Mậu Dịch. Em thấy khá nhiều món đấy, món quen thuộc, nhưng mà chắc là hãy để vào chủ gợi ý cho mình chọn cái gì là hợp lý nhất nhỉ? Sẽ lấy luôn cho em một mâm cơm,
để được thể hiện rất nhiều món thời đấy. Sau cái bước đặt tem phiếu này thì sẽ là đến bước nào trong quá trình? À, đây em sẽ cầm tem phiếu, ở đây nó có hai phiếu nhé. Nó được chia làm đôi ấy. Em thấy nó còn chia ra các loại B1 này. Đúng, và loại đồ uống là một loại phiếu khác. Thì đây là cái phiếu này em sẽ giữ và phiếu này sẽ được đưa vào trong bếp. Em chào anh ạ. Chào anh. Ơi, mình đang chuẩn bị món gì đấy ạ? À, anh đang chuẩn bị món dưa xào tóp mỡ cho khách em ạ. À, món này có nằm trong cái menu, cái mâm cơm bao cấp mà khi nay em vừa mới order không ạ? À, em ơi, cái món này là nằm trong một trong những món nằm ở trong cái thực đơn của mâm cơm bao cấp. Chị chủ nhà hàng mình có như là giữ nguyên hình như cái ảnh của thời bao cấp. Thì ví dụ ngày xưa thì mình cũng có chỉ ở dưa xào tóp này, mâm cơm bao cấp thì dưa xào tóp đậu tẩm, canh cua, xiếc kho, thịt. Thì bây giờ thì cái xu hướng thì anh chỉ đưa thêm một cái món đó là cơm chém tép vào thôi. Dạ. Em tò mò là mình có tham khảo về cái mâm cơm ngày xưa thế nào để mà ra được một cái công thức chế biến món ăn để tái hiện một cách chân thực nhất cái mâm cơm thời xưa ạ? Để ra những cái món ăn thời bao cấp này đó là sự tận tụy của chị chủ hiện sưu tầm và đưa cho anh những cái mà gì đó, và anh là người đầu bếp, anh thì sẽ làm đúng như cái hương vị và cái gì mà chị làm ra để đến với mọi người khách hàng cũng như là người ẩm thực nó phong phú hơn. Chưa. Khi nay em có vào bếp để xem qua một chút đi, nhưng mà nó vẫn chưa đầy đủ. Bây giờ lên thì trông giống như phim luôn. Để người lớn xem bát thì kia thôi, còn mình xem bát rồi thì em xem thôi đi. Chị ơi, ngày xưa ấy thì mọi người có phải là hôm nào cũng được ăn đầy đủ như này không ạ? Chắc là không đâu em ạ. Nhiều món quá ấy. Thực ra là hôm nay là chị muốn em trải nghiệm thôi. Còn ngày xưa làm sao mà được nhiều món như thế này. Đó. Hồi xưa có một trong những món này. Thì là đủ ăn cơm em biết món này. Đây là cà muối. Cà muối. Đây là đậu này. Rau lang thì ai cũng biết nhưng mà om mè cơ. Ngon mới đặc biệt. Em ạ, mình sẽ thưởng thức cơm cháy trước nhỉ? Là vì đúng rồi. Bởi vì đây là ngày xưa thì mình hay ăn cơm cháy dưới đáy nồi ấy, nồi gang, thổi cơm nồi gang ấy, mà nhà chị đông con lắm, cứ một nồi gang để sới cơm hai vòng là hết luôn, và đến lượt chị chỉ còn ít cháy thôi. Nhưng mà ngày nay ấy thì vẫn là câu chuyện cháy, nhưng mà chị lại tìm cái cách để làm sao mà nó có cái hình thức hấp dẫn hơn cái mắm tép trong thịt. Dân ở trong Nam thì sẽ ăn với kho quẹt, nhưng mà mình ở dân Bắc thì ăn đúng rồi, mình ăn với lại em sẽ dùng với cái này. Xin mời khán giả làm một review. Đi quay với cả diễn đàn thì rất hay được ăn. Bạn này bạn ấy có cái lộc ăn uống thế nào đấy? Trộm đĩa. Em muốn thử những món khác. Món cá này là cá diếc đúng không? Kho tương. Cá diếc này thử thách nhất là gì? Là ăn xương. Xương dừa. Em từng bị hót xương rồi đấy. Nhưng nếu mà cá diếc kho tương mà chuẩn nhá là sẽ nục đến mức độ em nhai được cả xương luôn. Em thử đi. Mời em. Thì sẽ ăn với cơm. Đúng, em lấy một chút cơm trắng. Một cái bát cơm đi, chị bảo nó giống một cốc này. Trắng men. Thật ra thì đồ trắng men bây giờ đã được ít được sử dụng hơn. Em vừa hấp đi nhá, anh tranh thủ nói chuyện với chị. Không phải bởi vì thực ra là bởi vì là nó là cái đồ dẫn nhiệt rất là nhanh. Đúng. Và thứ hai là có một nhược điểm là tất cả những cái điểm bị va đập của nó sẽ chảy ra thì sau đấy nó sẽ bị gì trong cốt sắt. Thế thành ra là khi mà các cái sản xuất tiện dụng hơn, ví dụ như là đồ nhựa hay là đồ kim loại inox, thì cái đồ tráng men này dần dần nó bị biến mất. Quý vị khán giả của Hà Nội Review đừng cho rằng là tôi lạm dụng nhiệm vụ. Thực ra thì nói một cách nghiêm túc là tôi và chị chủ quán thì có cái tuổi không chênh lệch nhau nhiều, và chúng tôi đều có cái ký ức về thời này. Bản thân tôi khi nhìn thấy những tất cả đồ đạc và không gian ở đây rất là xúc động, rất là xúc động. Đúng. Bây giờ mình tiếp tục nhận. Đây tiếp tục nhá, đây là dưa xào tóp mỡ khi nãy chị nói chuyện đấy. Nhưng mà cái món cá diếc thế nào, đã đánh giá được chưa? Ngon không? Có thấy xương không? Không thấy xương, hơi bất ngờ một chút. Em gắp chưa đến xương đấy, em gắp vào thịt. Bây giờ mạnh dạn ăn hẳn cái đầu đi.
thì cá diếc ăn đầu mới ngon. Cái đầu mà không đó, cái đầu nó rất là béo và ngậy ấy, nó bùi. Ngon không? Dừ thôi cho mình không có xương. Em sẽ thử món khác, em muốn thử món dưa xào tóc mỡ. Trời ơi, cái món này bây giờ thấy em thấy ít xuất hiện là mít. Vì sao? Bởi vì bây giờ trong bếp ăn của người Việt ấy thì thường là mọi người sẽ ăn dầu ăn, thành ra tóc mỡ nó bị biến mất đi. Chứ còn hồi trước nhà nào cũng có tóc mỡ, xào mọi thứ đều có một chút tóc mỡ. Giống vị ngày xưa. Bị thiếu một chút hành. Rất là dễ chịu, nhưng mà muốn đấy, tham lam ấy, thử hết món nọ để muốn đến món kia. Đúng, phải ăn hết các món ấy. Đậu sối mỡ hành. Đậu tập hành. Đậu sối mỡ hành, ok. Cũng được. Bây giờ lại khoác cho nó một cái tên mới, còn đúng nó là gọi là đậu tập hành. Chị ơi, những cái món ăn ở trên mâm cơm như thế này, tại vì sao nó có phải là những cái đặc trưng không, hay là tại vì sao mà chị lại chọn để cho vào trong một cái thực đơn như là mâm cơm? Như này nhá, cái câu chuyện có cái mâm cơm này là ban đầu chị không nghĩ ra. Nhưng chị gặp nhiều người như em quá, đều bảo là cô ơi hay là chị ơi, em không biết là gọi cái gì để ăn cho nó đúng kiểu ngày xưa. Cho nên chị nghĩ ra là sao mình không mix nó vào thành một cái mâm này, để bạn nào hỏi cái câu khó khó như thế thì mình loay hoay với cái quyển menu. Đấy, nên là gọi món gì thì thôi mình bê luôn cái mâm này ra. Em có thể cho anh xin một miếng thịt lợn xối nước sôi không? Nhưng mà chấm mắm tép. Cái món này là chấm mắm tép ạ? À? Món này là món thịt lợn xối nước sôi. Thế bây giờ là phải ăn nguyên như thế này. Cảm ơn em. Đây xin một dừa nữa. Dừa. Thịt luộc thì là siêu đặc trưng. Thịt lợn xối nước sôi. Bởi vì mình có món đậu xối mỡ hành thì mình được có món thịt lợn xối nước sôi. Thế sau buổi hôm nay là món ăn nhà chị đã có nhiều tên mới. Em thì em cảm giác như kiểu đang ăn cơm gia đình luôn ý. Hơi khó để tìm được cái quán ăn mà có cái phong cách. Cái món canh cua này rất là tuyệt vời nhá. Em có muốn có đầy đủ trải nghiệm bữa cơm gia đình không? Có luôn nhá. Hôm nay là cũng lớn rồi đấy. Hôm nay là cũng lớn rồi đấy. Chưa yêu đương thì xong rồi chồng con nó định như thế nào? Thôi mà bố con chồng trẻ. Cơm gia đình đúng không? Em thấy là giá thành cũng ổn nữa, bởi vì bây giờ nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 8 8 món, chưa tính cả cơm. Mà khi em xem menu là một cái bữa trong bốn người ăn chỉ có 50.000. Cái này là khen nha, em khen. Nhưng mà thực ra mình kể mình ăn 4, 5 người vẫn đủ. Dạ. Sao mà hết được? Đương nhiên chúng ta vẫn nói rằng là chúng ta ăn trước để ghi hình nói câu chuyện vậy. Còn lát nữa thì sẽ có bạn quay phim nữa ngồi ăn. Chắc chắn là mâm cơm này sẽ không thừa đâu quý vị. Và vấn đề là gì? Vấn đề là nó siêu dễ chịu. À còn một món nữa. Canh cua. Canh cua cà là phải ăn cùng với cơm. Rồi. Có người Việt Nam có một câu kinh điển là gì? Vào quán. Nếu mà ăn một thứ đơn thuần giữa Việt Nam, người ta gọi cơm canh cua cá cả. Đúng rồi. Đúng không ạ? Thì đây, cơm canh cua cá cả. Ngon. Ngọt ạ. Nó không bị cua quá chứ ạ. Tiêu chuẩn bình thường thì sẽ là về cơ bản là mọi người sẽ hỏi nhau là hai câu mà mọi người thường hỏi nhau nhất đó là bác ăn cơm chưa? Nhờ chị nhờ. Vâng. Có giai đoạn đi ngoài đường mọi người gặp nhau cũng hỏi bác khỏe không? Mà cũng hỏi bác ăn cơm chưa? Có nghĩa là cái đồ ăn là một cái mối lo thường trực, mối quan tâm thường trực với cả mọi người. Và tiêu chuẩn để ăn một bữa cơm no đó là hôm qua tôi khoảng 3 bát cơm. Tức là nó trở thành một cái đơn vị mang tính biểu tượng rằng là như thế có nghĩa là nó đủ đấy, như thế là hạnh phúc đấy. À, chẳng hạn bảo là hôm nay có bao giờ lo nghĩ gì đâu, cứ đến bữa đánh 3 bát cơm đấy, chẳng hạn thế. Hay bảo là hôm qua là một người đến ăn cơm khách của anh 3 bát cơm đây. Thế thì bây giờ trong cái thang độ dinh dưỡng của người hiện đại thì yếu tố tinh bột sẽ phải giảm xuống, yếu tố thức ăn tăng lên, và đặc biệt là các yếu tố về rau xanh, chất xơ phải cân đối với cả chất béo và tinh bột. Ở đây mình đang ăn rất là cân bằng. Đó, thế em đang nói rằng là thế thì cái mâm cơm này
trước đây tưởng là mâm cơm thì bao cấp nhưng bây giờ lại thành một mâm cơm rất là khoa học về mặt dinh dưỡng. Ở đây em có đến 3 món rau, đây cũng có thể tính là rau. Dạ. Rất là ổn. Cái xe này là phải ở nhà rất là có điều kiện khá giả rồi, và đôi khi là kiểu cả năm làm được vất vả mới mua được một cái xe kiểu là câu chuyện mà gọi là xe đạp thống nhất và cặp lồng cơm thì nó đã trở thành một cái câu chuyện nằm trong lòng mọi người rồi. Đó là gì, chiếc xe đạp mà đến giờ xe đạp gọi là xe đạp thống nhất mà hãy còn biển số như thế này thì có nghĩa là đã được chủ nhân chiếc xe đạp này gìn giữ rất là cẩn thận. Có nghĩa là thậm chí thời đấy còn không dám đi, nhưng mà đến bây giờ vẫn không dám đi và mình vẫn trưng bày ở đây như thế này. Thì và câu chuyện mà những người công nhân hàng ngày đi xe đạp mà có chiếc cặp lồng này là chiếc cặp lồng cơm đó. Chỉ có khi phải đúng cô bé này xem cặp lồng là có ý nghĩa gì. Em xem trong phim em thấy rồi. Có hiểu là cái ý nghĩa là như thế nào không? Kiểu ngày xưa khó khăn thì sẽ đưa cơm đi à? Mang cơm đi để dùng bữa trưa ấy. Đấy. Như chính câu chuyện này đến bây giờ nó không phải là bị mai một đi đâu. Hiện tại chị vẫn thấy rằng mọi người vẫn mang cơm đến cơ quan mà. Nó có thể không phải là cái chiếc cặp lồng này mà nó có thể là những cái hộp đẹp như bây giờ chẳng hạn, nhưng mà ý nghĩa của nó vẫn là mang cơm đi làm. Bởi vì hồi đấy ấy, thì không dễ dàng để chẳng hạn như là vào một cái quán ăn như thế này để sẽ có một phần cơm trưa đâu. Đúng. Và nếu mà ăn cơm ở dưới căng tin của tập thể ấy, thì cũng phải có phiếu ăn đăng ký. Và thông thường các cái phiếu đấy sẽ dành để tiếp khách. Bởi vì là thực phẩm thì đã phân phối đến từng người theo chỉ tiêu rồi, không có dư. Thành ra rằng là nếu như mà đến ăn cơm ở cơ quan thì mang cái thực phẩm, cái phần nhà nước đã chia cho mình ở nhà nấu sẵn và mang đi. Còn không nếu không đi ở ngoài đường rất là khó tìm cái đồ ăn. Ở đây thì ngoài các hiện vật mà của gia đình thì mình còn có những cái người trao tặng đến. Thế thì em có thể xem đây như là một cái bảo tàng nhỏ rồi. Để bây giờ đến thời của em có thể đúng. Tức là mình muốn nói đây là có câu chuyện ở đây chứ không phải mình đi sưu tầm hay là kiếm ở một nơi nào đó, mà do mọi người khi cửa hàng đã được tái hiện lại đến giờ là gần 10 năm, hơn 10 năm trời rồi. Thì trong suốt trong thời gian đó có rất nhiều người đã tìm đến cửa hàng và khi họ bước chân đến đây thì họ rất là xúc động. Đi xếp hàng đông mua thịt gọi là cửa hàng thực phẩm chợ Yên Phụ. Cái này em rất là ấn tượng với mấy cái vì đây chính là cái chợ của cái nơi mà chị sinh ra và lớn lên ở gọi là phố An Dương bây giờ. Thì có cửa hàng thực phẩm chợ Yên Phụ và đây là chiếc cân này, nó như là một cái dấu ấn vô cùng là không thể nào mà phai nhạt được, bởi vì đứng sau chiếc cân này là một cô mộng dịch viên. Cô có thể cắt cho mình phần thịt thật ngon hay như thế nào đấy là quyền hành ở tay cô ấy hết. Nắm quyền sinh quyền sát. Đúng. Em nhìn cái hộp thuốc lá này của chị nhá. Này, những cái bao thuốc này là bây giờ vẫn còn sản xuất được như thế này. Điện Biên này, hình như là không có đầu lọc cơ. Tất cả những tên của cái thuốc lá này như là Sông Cầu này, Tam Đảo, Điện Biên là ngày xưa mới có. Vâng. Và đến bây giờ thì nhà máy thuốc lá Thăng Long vẫn sản xuất loại này. Và để mà sưu tầm mà để vẫn dùng như này thì thật sự rằng là rất ít và gần như là người ta không có phát triển được. Em không nghĩ là nó còn nào vô gà. Người có nhiều tò mò. Từ nãy giờ ấy, bởi vì cái trần nhà của mình bằng con ép đúng không? Vâng, cái này hình như là có xuất hiện trong nhiều cái kiểu vách nhà đó, ngày xưa người ta làm vách. Con ép này là khi mà mình sửa chữa nhà thì ngày xưa là gia đình chị là ở trong một căn nhà 20m2 là gọi là nhà cấp 4 mà với 5 người con thì em biết là nó chật như nào, cho nên là nó có những cái rất là kỷ niệm là gác xếp và mình cũng có tái hiện lại một chiếc gác xếp tại đây. Cái kỷ niệm rất là nhỏ của cái tuổi ấu thơ của mình mà vẫn còn nằm trong ký ức. Thế em biết tại sao em có cảm giác là quen khi mà bước vào trong không gian này rồi, bởi vì là từng cái đồ vật nó đều có câu chuyện thật của bà chủ. Chị ơi, cái loa ở góc bên kia là bây giờ là cửa hàng có dùng để làm gì không hay chỉ là trang trí thôi? Chị chỉ trang trí thôi. Còn tới đây là chị cũng sẽ muốn tái hiện là nó trở thành một cái sự là sử dụng nữa. Thì chị đã có một số người tìm kiếm cho và có những cái loa rất là to hơn. Và mong rằng tới đây thì em sẽ cảm nhận được nó. Loa phường hồi xưa. Loa phường luôn. Có cả những cái câu khẩu hiệu, những cái câu này rất là nổi bật từ thời xưa đúng không?
ở đây Tai Vách mạch rừng, những điều bí mật xin đừng nói ra. Ngày đấy thì có rất nhiều câu châm ngôn, những cái câu gọi là câu về, rồi những câu khẩu như truyền tai chỉ miệng nhau dễ nhớ. Thì câu nói này là đặc trưng nhất và khiến mọi người, nhiều người nhớ đến nhất. Cho nên là chị đưa nó về đây để mọi người đến đây là chợt nhớ ra một câu nói mà mình đã từng nói. Cái tầm mắt của em đang hướng câu chuyện này nhé. Đây là một cái câu chuyện, một cái phần ở trong nhà hàng là mình muốn nói đến cái điện ảnh thời đấy. Cái câu chuyện điện ảnh thời đấy. Thì nó có thế này, ở đây là có rất nhiều những cái bức ảnh của tàu điện. Thì cái này là ấn tượng lắm. Với mọi người, câu chuyện tàu điện nó còn nói mãi không hết. Thế thì mình muốn một chút hình ảnh của tàu điện hay là một cái cầu Long Biên rất là xưa. Những cái câu chuyện này thì nó mình muốn kèm theo để đưa nó thêm về văn hóa điện ảnh thời đấy. Thì đây là diễn viên Hoàng Quốc và đây là poster của cái câu chuyện của cái vở kịch là Tôi và Chúng Ta của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Đúng. Một trong vở từ vở kịch này rất là nổi tiếng, rất là xôn xao dư luận. Thế còn đây nữa thì mình lại cũng đưa cả gọi là trên từng phim của nước ngoài nữa. Thì đây là câu chuyện trên từng cây số, mỗi khi mà hết Bông Hoa Nhỏ xong thời sự thì vào phần phim chính là cái nhạc trên từng cây số và cái điệu nhạc của TV mà bật lên bắt đầu đến giờ chiếu phim này thì bồi hồi xúc động và bắt đầu gần như là bát đũa không muốn rửa nữa và chạy thật nhanh để chuẩn bị còn xem phim. Hồi xưa là xem phim chị hay xem phim trước là phim sau. Đấy nhá. Câu hỏi này là câu hỏi bí mật của thế hệ nhá. Thôi để lát nữa nói riêng cho người em này lại bắt trước. Phía đằng trước khác phía đằng sau thế nào? Những người có mua vé sẽ xem phía đằng trước, còn những người không mua vé trẻ con ấy thì kiểu chui phía đằng sau, khi mà máy chiếu lên ấy thì lại hiện lên thì hai bên đều có thể xem được nhưng phía đằng sau sẽ xem ngược. Thành ra là hội mà không có tiền ý, xem lộng ấy, ngồi phía đằng sau nên mới hỏi vui. Chỉ là chị xem một phía đằng trước và phía đằng sau. Chị chen ngang giỏi nên là chị cứ chen lên đằng trước thì xem. Quý vị, như vậy là chúng ta đã có một trải nghiệm khám phá không gian thú vị của cửa hàng dịch vụ ăn uống số 37. Và tổng quan lại thì chúng tôi có một vài những nhận xét, những cái cảm nghĩ. Thứ nhất là em rất là thích cửa hàng bởi vì là khá là nhiều những cái đồ vật trang trí ở đây gợi ra những cái cảm giác xưa cũ để em có thể gần như là sống về ngày xưa ấy. Và các... mỗi đồ vật thì họ đều có những cái câu chuyện khá là ý nghĩa. Về mặt chất lượng của món ăn thì chúng tôi thấy rằng là cái menu của cửa hàng dịch vụ ăn uống này, hay nói đúng hơn là nhà hàng này, khá là phong phú với việc khôi phục lại những cái món ăn là thời bao cấp hoặc là cổ truyền hơn của người Việt Nam và được làm một cách rất là đạt tiêu chuẩn. Điểm thứ ba đó là về vị trí địa lý của cửa hàng thì rất là thích hợp nếu như mà có thể kết hợp vừa ăn mà vừa ngắm cảnh và chiều hoàng hôn buông xuống ở phía đường Hồ Tây. Thuận tiện với tàu xe, nó đường đi nối lại, không xe cộ cũng dễ. Và như quý vị đã thấy trong hành trình của chúng tôi thì thái độ tiếp đón của chủ quán cũng như là của các nhân viên phục vụ là rất là tốt, mặc dù họ chỉ là một cái quán ăn nhỏ thôi, đúng không ạ? Có lẽ một điểm trừ nhỏ là nơi này không gian hơi nhỏ và kín, vì thế thì khi mà lượng khách đông lên, chẳng hạn như là chúng tôi đến vào sẩm tối và khi vào giờ tối thì khá đông khách, nó hơi ồn một chút. Thêm một điểm nữa nha, là nếu như mà ở đây mọi người có thêm những cái chỉ dẫn này hay là ghi chú chi tiết hơn về những cái đồ vật ấy thì em nghĩ là cái trải nghiệm của khách hàng với những người mà không biết quá nhiều về cái thời đấy như em sẽ cảm thấy là trọn vẹn hơn. Đúng rồi, bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng may mắn là sẽ có đích thân chủ quán đi cùng và làm hướng dẫn viên cho cái bảo tàng nhỏ này, đúng không? Và thưa quý vị, như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là mô hình của những điểm như cửa hàng dịch vụ ăn uống số 37 này, nhà hàng này là một mô hình khá thú vị. Nó vừa lưu giữ được những cái bản sắc văn hóa, nó vừa có thể phù hợp với các sự thay đổi của thời đại nữa trên mọi phương diện. Và vì thế thì chúng tôi chấm cho nơi này là 4 sao. Xin cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Hà Nội Review và sẽ gặp lại ở những chương trình lần sau. Xin chào.